Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình đài truyền hình Vùng Hoa Thịnh Đốn. Hôm nay ngày 27 tháng 2 năm 2011, chúng tôi, Linh Mục John Bautista Nguyễn Đức Vượng, Chánh Sứ Giáo Sứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày rất là vui mừng, không phải ở tại Giáo Sứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mà là tại Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang. Giáo Sứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc giáo phận Arlington, Virginia, Hoa Kỳ, là một giáo sứ thể nhân, hiện nay trên dưới 10.000 giáo dân đang cùng đến để tham dự các thánh lễ và sinh hoạt. Nhưng trong thời gian vừa qua, vì có biết bao nhiêu gia đình ở xa nhà thờ, vì vậy chúng tôi đã xin Đức Giám Mục để dâng thánh lễ ở tại nhà thờ Saint Thomas à Becket, nhà thờ khoảng cách 45 phút tính từ giáo xứ về đến đây, và giáo dân còn ở xa khoảng từ 45 phút tới 1 tiếng, họ đến từ những vùng xa xôi dâng thánh lễ tại đây. Vào năm 2006, tháng 6, chúng tôi khi bắt đầu dâng thánh lễ tại đây với tất cả các ngày Chúa Nhật, lúc 7 giờ tối, khoảng 50 người, có nghĩa là khoảng 20 gia đình đến đây để tham dự thánh lễ. Nhưng sau 4 năm thì số giáo dân ngày càng gia tăng. Hôm nay nếu quý cụ, quý ông bà và anh chị em nhìn trong ngôi thánh đường mà họ tham dự thánh lễ thì khoảng 500 người, có nghĩa là khoảng 200 gia đình đã bắt đầu và đang là lớn mạnh với các hội đoàn, hội đồng mục vụ, hội thừa tác viên thánh thể, phong trào Fatima, các bà mẹ, anh em hiệp sĩ đoàn, thiếu nhi thánh thể và chương trình giáo lý do các sơ đang phụ trách. Một cộng đoàn lớn mạnh như vậy cần phải có một chỗ rộng lớn hơn và nhiều phòng ốc hơn để phục vụ cho tất cả các nhu cầu của mọi người. Đại diện cho Đức Giám Mục bà Corinne, người đã từng làm giám đốc cho tất cả các chương trình mục vụ của những người di dân, đã đến cùng tham khảo với chúng tôi và đồng thời cũng giúp cho chúng tôi di chuyển sang một nhà thờ khác, đó là nhà thờ Thánh Veronica, tọa lạc ở tại Chantilly, một vùng đất nằm giữa đường 50 và đường số 7. Vì thế, lại là một điều kiện rất là tốt đẹp cho rất nhiều người đến tham dự cho với cộng đoàn này. Hôm nay, ngày vui mừng, vừa là đầu năm, vừa là cái kỷ niệm sau 4 năm, 6 tháng cùng sinh hoạt tại đây. Vì ngôi thánh đường này, Saint Thomas à Becket sẽ sửa chữa lại và hiện nay không đủ phòng ốc cho chúng tôi với nhu cầu mục vụ. Vì thế hôm nay Đức Giám Mục Lovadi đã đến đây để dâng lễ tạ ơn cùng với tất cả các ban ngành đoàn thể, tất cả các giáo dân và đồng thời tỏ lòng tri ân với cha Mark là cha chánh xứ tại đây. Và tuần tới chúng tôi ngày 6 tháng 3 năm 2011 chúng tôi bắt đầu sẽ chuyển sang nhà thờ Saint Veronica để dâng thánh lễ tại đó. Nhân cơ hội này, chúng tôi muốn nói lên lời tri ân đối với Đức Giám Mục, đối với bà Corinne, giám đốc chương trình mục vụ cho những người di dân. Đức Giám Mục cũng như là bên tòa giám mục các nhân viên đã rất là để ý tới những người di dân như là người Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi, Linh Mục Chính Sứ John Bautista Nguyễn Đức Vượng một lần nữa xin tạ ơn Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã cho chúng tôi cái cơ hội này và nhất là sẽ chuyển sang một vùng đất mới, một ngôi nhà thờ mới. Thì xin Chúa cũng chúc lành cho tất cả những ai đã làm ơn, làm phúc trong cuộc đời của chúng ta và nhất là cho cộng đoàn của chúng tôi được lớn mạnh qua những hy sinh, đóng góp, những nghĩa cử cao đẹp mà quý vị đã và đang dành cho chúng tôi. Một lần nữa, với đầu năm mới, chúng tôi xin cầu chúc đến quý vị một năm mới an bình, một năm mới mạnh khỏe, một năm mới thịnh vượng và chan hòa niềm vui. Xin chân thành tri ân và cầu chúc.